Bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 sắp tới thì Cục An toàn Thực phẩm sẽ bắt đầu đợt thanh tra trên diện rộng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu và sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, chú trọng các cơ sở từng bị phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm. Các đoàn sẽ kiểm tra về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe đối với chủ cơ sở, người lao động, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động, hồ sơ công bố sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu và phụ gia thực phẩm, hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm. Lực lượng chức năng cũng sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm khi cần thiết. Cục An toàn thực phẩm chủ trì phối hợp với các đơn vị trực tiếp kiểm tra tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh trọng điểm. Kết quả kiểm tra sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 7.